Ok, xin chào anh em đến với channel mình. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game PUBG Mobile Live. Đây là một phiên bản rút gọn của PUBG. Siêu mượt siêu nhẹ. Dành cho các máy SIDA. Mình đã có video hướng dẫn tải rồi. Anh em xem và tải với nhé. Còn bây giờ thì hãy theo chân mình dành top 1 nào. Mình sẽ đi săn boss, săn rả. Đồ họa hơi xấu nhưng mà khá là mượt. Đổi lại các bạn sẽ khá là mượt. Mượt rất mượt mà. Mượt hơn PUBG gấp 10 lần luôn. Đồ họa bản đồ nhỏ. Đồ họa thấp, bản đồ nhỏ. Ít, rất ít người nhỉ. Có 40 người thôi. Bản đồ này có 40 người thôi. Rất là mượt mà. Cái này bán AWM tuyệt vời luôn. Anh em xem mình nha. Xem mình dần top 1 nha. Bản đồ rất nhỏ. Một hòn đảo. Sẽ nhảy cho anh em. Okay, anh em nhảy cho tao vậy. Ok, chỗ này mình nhớ biết chỗ nào. Hình như là Downtown. Cái mũ bảy hả mọi người? Mình lấy pin xăng tí nữa. Mày ra rồi. Đoàn thang. Mọi người mình vừa để xong. Bỏ ra. Thế rồi. Mình sẽ đi kiếm chiến cho anh em xem. Để thần rơi như trứng. Rồi cực kỳ nhiều. Bót. Nằm xuống này, bót. Xong luôn. Anh em thông cảm, sống vui bắn không sai á. Nằm luôn. Đúng không, gì bắn xa bây giờ. Sống vui bắn lần quá. Mấy quả sơ bóc ném cho nó vui. Đúng
ta. Buồn vãi. Đây mẹ lạ rồi. Mình lại thích nước ra. Mình lấy chỗ cho xuống. Nghe kính rơi đâu đó đây thôi. Đi lượm thôi. Mình cùng nhau đi lượm thương nào. À uống ít kè. Kiếm thương tạo ít kè. Tuyệt vời luôn. Kiếm thương tạo ít kè. Bắn tuyệt vời luôn. Uống nước để lấy máu. Nó không cho lấy đầy đồ. Đấy chứ. Đấy này cái ba lô. Cái này cái ba lô kìa. Vứt ba. Vứt cam xanh đi. Cái lao. Cái này kiếm. Để nhặt thêm. Nó xa thế trời. Hình cách mình khoảng, mình nhắc không chắc 200 mét nữa. Có lấy rồi. Ở nhà có gì không? Bảo vệ sinh ra lấy không? Có gì ra rồi. Thấy ở chỗ đốt cây kia. Một thằng chết rồi. Mình tin rằng quả tiến này sẽ là của mình. Để an toàn mình sẽ phục kích. Bắt thằng nào lấy. Chết lên tầng. Phục kích của tiến. Chỗ sao lại đi sang nhà bên cạnh này. Mình nghĩ chắc chẳng có ai đâu. Vì họ đi chạy bó hết rồi. Đi lượm mình. Corora này xài súng tiểu liên à. Chúng ta bước xong rồi đi. Tiểu liên vô. Đời mẹ ơi. Cái này. Ô, đây luôn à. Vật cờ giờ. Đây là lại. Ôi người, ôi người, ôi người.
Bó rồi. Con boss này. Mày ăn đùa bố mày nhỉ. Phù thế không tôi nhá. Xem có gì không. À có ba lô này ngon nè. Đi ra kia lấy đạn được. Quay lại lấy đạn. Có ba lô rồi quay lại lấy đạn. Có người. Có thằng bắn. Mình nghĩ mình phải chạy bo thôi. Tao thu hết cỡ. Tí nha sau. Đi vô trong bo kiếm. Kiếm đạn xong. Bây giờ chạy bo tôi đi thôi. Bản đồ có khá nhỏ. Ủa có thính kìa. Bản đồ khá nhỏ. Đi một tí hết à. Mình đi một vòng bản đồ. Trong 3 giây 3 phút. Chắc là thế. Chắc là thế. Xuống xe nào. Xe chúng ta sẽ ai trả đón chúng ta nào. Mình bật cây à. Để ngắm cho dễ. Có lẽ đây nút hết rồi. Có thằng nút hết đồ rồi. Thế đâu nhỉ? Thế là chỗ này mà. Còn 10 thằng nữa thôi. Chắc bo trong nhà kia thôi. Cứ tưởng đâu xa, hóa ra nó ở ngay trước mặt mình. nó mất khói rồi. Ê thằng kia đấy, ra mày. Ra tới đây chính là, đúng của tao. Cố nít này. Rồi, bộ 4A1 tao đã thèm. Cho mày ấy. Ở kia có cái thính kìa. Nóc của nít vào rô ra. Thế này cũng là của mình luôn. Ông ngắm đi. Mình sẽ xài Rora với AW dân tốc 1 cho anh em. 10 thằng nữa thôi. Ôi thay đáp. Đi vào bó cái đã. Bó nhỏ quá. Nó lại thua. Mình chắc tem mình còn hai thằng mình với thằng kia đâu. Chắc lẽ được. Má cái xe này. Là mình mất thời gian thật vậy. Lượm thêm đi bạn, mình sẽ căn cho bạn. Để mình. Tem mình còn hai thằng. Bốn thằng còn hai thằng là ngon rồi. À đây đây, có người bắt tin đấy. Bó rồi. Không có đùa rồi. Tâm một à? Phải. Tụi mình chưa bán được gì mà. Chán thế nhỉ. Với theo hôm sau đấm mình.